từ cái bài này xưa kia sư dĩ tôi không thích học là gì? Trời ơi, cái này con gái học rồi sư phụ cho con học kỳ quá, toàn là gái đứng gần không mày. Cái sư phụ nói mẹ không biết á, là ông già nói con biết không, là cương mà muốn thành tù phải có nhu lót, gọi là cương biến. Cương mà mình mạnh về có người mạnh hơn rồi mình sẽ tan cứng hơn, thì những cái cương của mình á cuối cùng là mình phải hạ người ta cái cương mới có hiệu quả. Nhưng phải làm sao để mà đem cái cương của mình chính xác và biến đi, người ta thấy trong mềm mà có cứng, trong cứng nó thấy nó nhưng mà nó lại mềm đó. Thành thử ra cái cửa âm dương đó, người võ học phải khuyến, phải là kinh nghiệm lắm để uyển chuyển, để đưa đến cái sự thành công của mình. Đây là cái công năng của mình. Thành thử ra cái lúc đó tôi mới hiểu là dùng nhu lót cho cái cương đi đó. Thí dụ như cái gì đi làm việc cả ngày mà không có vợ con nấu cơm ăn được, cái gì cũng la liệt, phụ nữ phụ vô, thấy không? Thì cái nhu đó đó, từ khi đi làm việc mệt có người vợ nói chờ ơi hát đi khỏe không, thế nhưng mình thấy khỏe, thấy không? Nếu không có nhu cương bà chết đó. Thành thử ra cái sư phụ nói đánh nó muốn làm gặp được thủng nó bự to con hơn những người đại hàng mình sẽ muốn lại đó. Thì cái nhu sư phụ có soạn ra cho nước Nam mình nhiều hơn là cái nhu, vì mình yếu mượn sức người. Thì đó, thì cái bài Mai Hoa đó thì sư phụ dạy, thành thử ra khi đụng chuyện á thì mình phải dùng cái nhu đó, cái nhu đó uyển chuyển cho cái sự uyển chuyển của nó lèo lái cho mọi việc. Cái gì thấy người vợ không, từ sáng tới chiều làm việc rồi coi con, tối tuần có khi giúp chồng massage cho chồng nữa, thấy không? Rồi ngày làm 24 tiếng luôn. Còn người đàn ông đi làm về cái sau 8 tiếng uống chai bia là phè luôn tới chiều luôn, không có đủ sức đó. Thành cái người nam họ không bền bằng cái người nữ, mà người nữ là sống lâu hơn. Bởi vì trong cái cương thủ mà không có nhu á, những cao thủ thường thường chết sớm. Thì tôi nói vậy. Thành thử đây á, mình phải cần cái yểm trợ của cái nhu. Xin trình bày cái mai hoa, nó là đào hoa mùa ngủ, là cái bông mai đó nó đi trước gió, bị gió thổi thì cái bà lão Ma Si Bá nó mới nhận thấy là mấy cái lá mai thôi nó ghim cho thường luôn. Trời ơi, sao nó mỏng manh vậy mà nó ghim được? Thì bà mới nghiên cứu lại và thấy cái dòng xoáy của gió thổi rồi nó quậy ở trong cái giường bà, mấy cái nhánh cây nó gãy nó bay vô tường. Sáng mai bà sẽ lấy cái nguyên tắc đó mới đánh với Chí Thị Thiền Sư. Chí Thiền Sư thua, cách đây mỗi ngày đánh với bế bậc với bà lão Ma Si Bá thì ổng hơn, nhưng mà không biết tại sao mà bữa nay chỉ một đêm sáng ngày là khác nhau một trời một vực đó. Thì sau đó bà trình bày với Chí Thiền Sư là Chí Thiền Sư dùng chiếc đầu đà đúc vô trong tường, trong cây ngã. Nhưng mà giờ chót vẫn bị lão Ma Si Bá hóa giải bởi cái du thuật đó. Thành thử ra tôi xin trình bày cái sơ qua của Mai Hoa cho quý vị coi cái uyển chuyển của nó nha. Xin cảm ơn quý vị. Mỗi năm đó.
chiêu và tuyệt vời, phải không quý vị? Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa.